có đói khổ hay là đói khát gì thì mình cứ nói ha, tôi sẽ giúp cho bông Linh. Mình chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại với đô mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại ở gần nhà tù bỏ hoang của anh chị và cô chú. Thì như cái clip mình đã đăng tải lên, mình có đọc nhiều comment, có nhiều bạn hỏi mình ông quay ông gặp mông vậy rồi ông có lòng tiếng hay không. Thì cái này là mình hoàn toàn không có với anh chị. Vong nói chuyện sao thì cái mic nó vô vậy, mình không có biết lòng tiếng ha. Và có nhiều bạn nói á, hôm nào anh có thể đến đây ghi hình lúc ban đêm cũng như là tìm Vong và sống trải nghiệm qua đêm. Tụi em rất thích xem gì trời. Mình đang nói chuyện với các bạn mà mình nghe cái gì sụt sẹt ở trong đầu lá rất là nhiều luôn các bạn. Nhưng mà mình nhìn qua nhìn lại á là hoàn toàn không thấy gì hết luôn. Thì con chim rất là lớn luôn các bạn, con cò chứ. Giờ này mình có mặt tại vị trí ở đây là 6 giờ 30 chiều, chuẩn bị tối các bạn. Nãy giờ thì mình được một người lái đò chở mình đến đây rồi họ về rồi các bạn. Hiện giờ trời đang mưa gốc gắt luôn. Thì bây giờ mình chắc có thể là căng cái lều ra trước ông bà cô chú và các bạn. Chứ nếu mà không căng cái lều ra một hồi nữa ông trời mưa thì chắc chắn là những cái thứ mà mình đeo trên người mình toàn là đồ điện tử không, nó sẽ hư các bạn. Dạ ông bà cô chú. Mình mới nghe cái tiếng rên và tiếng khóc ở trong rừng lá bên đây các bạn và cô chú. Thì cái tập vừa rồi là mình phát hiện có một thầy tu giống như thầy Thích Minh Tuệ, ông bà cô chú và các bạn. Rồi là họ đến đây họ dành kiểu như bắt vong. Thì cái phần đó nãy giờ mình quên nói nữa, làm ra mồ hôi chút xíu cái nhớ các bạn. Hôm nay mình cũng có rủ một bạn đi theo nhưng mà có vẻ y không dám vào đây các bạn.
Bạn này là không phải là ở trong xóm của mình, ở gần trại giam. Không ai đi theo hết, thì bây giờ mình làm một mình cũng quen các bạn đó, giờ mình làm mình đa phần chứ đâu có ai đi theo đâu, lâu lâu cũng có một hai người đi theo chơi đó, theo một hai tập thì họ cũng nghỉ đi. Gì trời, cái liều này mình thấy mấy bạn ở bên nước ngoài họ sống sinh tồn rồi bắt đầu trời mưa họ vô họ trú ẩn ở trong này không có bị ướt các bạn. Rồi, rồi ok các bạn ơi. Gì ta? Không biết ai mới trộn mình ông bà cô chú. À, bên đó có ai không ạ? Cái liều này là lúc này nó bị nhão các bạn, là lý do mai nó ám quá trời ám, thành ra mình cảm thấy nó cong quên rồi, nó không có ngay ngắn như ngày xưa nữa. Tại vì cái liều như thế này thì chắc chắn vong hồn ở trong rừng hay là những cái chỗ tâm linh là họ rất là thích liền. Quá trời đỉnh luôn, đẹp. Mà nó nhão vậy nè, ông bà cô chú. Rồi mình để cái bóp trong này là chắc cú ha. Thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đó xem thử có ai không ông bà cô chú. Tại vì mình nghe sột sẹt và có một cái gì đó họ ném một cái bật ở đây nè. Thì hôm nay mình đến đây giờ này không thấy những cái bông kỳ rồi các bạn, mà thấy hiện tượng lạ không à. Đằng bên, đằng bên. Tiếng khóc có vẻ hình như là ở trong đó các bạn.
dẹp đồ cúng không bà cô chú, sợ mưa hồi ướt hết đó. Đâu người ta? Thì mình nghe một cái tiếng gì đó nó rất là lạ không bà cô chú, ở trong cái lùm lá này nè. Đó, chắc chắn ông bà cô chú và các bạn nghe ha. Thì hôm nay á tôi đến gì vậy, địa bàn ở đây là ở kế trại giam á, thì mục đích của tôi là muốn thử thách sống sinh tồn và tìm tất cả các vong linh mất ở trong trại giam, rồi qua cái khu rừng quan âm u gầm gạp này để ngự. Thì tôi biết ở đây là có rất là nhiều vong, tuy nhiên nãy giờ tôi đến đây không có thấy vong nào. Chắc chắn ở đây có nhiều vong lắm, vong có thể là xuất hiện, có cần cái sự trợ giúp gì thì nói. Tiếng lùng lùng gạch gạch hoài vậy ta. Đó mà cô chú nghèo, họ gõ nghe cạch 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 xuống luôn ha. Ở đây có vẻ giống như cái lều của họ ngự các bạn, của những vong hồn như đợt vừa rồi mình thấy họ ở trên cây này nè. Hồi quá. Trong cái bao này các bạn, không biết xét con gì, mình cũng không dám bươi ra luôn bà cô chú. Hồi quá. Còn đây là cái giọng là ngày xưa bà con họ hiến để những người mà thợ lặn đem những cái xác lên đây ngay chốc vị trí này luôn các bạn. Còn đây giống như có một cái miếng dán ép của một cái chiếc ghe họ bỏ nè ông bà cô chú, hay là những cái dấu tích mà ngày xưa họ đã từng vớt những cái bánh bao mà ở dưới sông á, trâu rồi bắt đầu họ dục các bạn, những vong mà họ vượt ngục á, có nhiều vong họ không biết lỗi mà họ cũng vẫn vượt ngục luôn các bạn. Mình nghe ông bà cô chú đây nói vậy á, đang mưa luôn ông bà cô chú ơi. Mà biết lội thì cũng chết, tại vì cái sông nó quá to. Đây là dấu hiệu của những người họ đi đúng lá về lập nhà nè ông bà cô chú. Mưa.
hình như là cái con dạt hay sao đó. Giờ này nó về cái khu rừng này nó trú ẩn để ngủ sống sinh tồn. Cảm giác mình đến ngay vị trí này là lạnh lạnh người ông bà cô chú. Kỳ lạ lắm. Thì hôm nay á tôi đến địa bàn đây mục đích á là tìm vị chân tu, tìm vị thầy ông nói là ông đi bắt vong á, thì ông mặc đồ giống như vị thầy vị sư Thích Minh Tuệ. Hôm nay á ông có đến đây hay không, thì mục đích của tôi á là muốn hỏi ông cũng như là có bắt được cái vong được vừa rồi có thành công hay không ha. Mình nghe sẹt sẹt các bạn, không biết ở đâu, chắc có thể là ở trong cái lùm này nè ông bà cô chú và các bạn. Thì những cái dấu vết này là kỳ rồi mình cúng kiến rồi mình có lấy cái dĩa về ông bà cô chú. Ai vậy? Ôi má ơi, tự nhiên vô đây nghe cái tiếng gì lạ lạ nổ cục trên luôn các bạn. Cái lúc mà mình đi về á, mình thấy video dài quá mình không có ghi hình, mình chỉ lấy cái dĩa về thôi ông bà cô chú. Và còn ở số bánh á, ở lại mình bứt lá cây mình lót ông bà cô chú, nhưng mà hiện giờ chỉ còn có một cái thôi ông bà cô chú. Dĩa bánh thì nó cũng nhiều à, mà giờ chỉ còn một cái. Thì chắc chắn ở đây là còn những vong hồn họ đói khát rồi họ lấy bánh họ ăn không chừng ông bà cô chú và các bạn. Ở bên đó có ai không? Còn những cái cây này là sao ta? Mình nhớ mình đâu có gom là một đống rất là ok vậy. Rồi có thêm một cái bó lá dừa, chắc chắn là những người họ đi bắt ong các bạn. Thì hồi nãy á, tôi nghe một cái tiếng sột sẹt. Nếu mà ở đây có vong hồn nào này thì hãy hiện hành đi. Mình nghe nói chuyện như ta. Còn bên đó thì mình cảm thấy có một cái bóng trắng trắng ngồi trong cái lùm đó các bạn. Không vậy, không biết là cái bao hay là cái gì các bạn. Và mình nghe một cái tiếng nói ở bên đó. Ủa họ đâu ta? Còn các bạn, tưởng đâu họ ẩn mất chứ.
Ừ, mấy các bạn, con vong này rõ ràng là hồi nãy có một cái cục trắng tươi ngồi trong đó đó. Ở bên đó có ai không ạ? Mình nhớ không lầm á là cái vong mà đợt vừa rồi á là ông thầy ông đã bắt rồi, ông bà cô chú ông đánh, là ông nói là hồn của con quỷ đó là tan thành mây thành khối hết rồi mà ông bị trọng thương. Thì mình có tìm ổng á nhưng mà mình khúc cuối không có thấy ổng các bạn. Còn cái vong hồi nãy á là ngồi trong đây một đống luôn ha, mà giờ thì mất tiêu nè ông bà cô chú và các bạn. Dạ mình thêm, nói chung là mình nghe thêm một cái tiếng gì đó nó vậy nghe ghê lắm ông bà cô chú, giống như cái con dê hay là con bò gì đó nó kêu lạ lắm. Rồi thêm cái tiếng gõ nãy giờ là vẫn còn nguyên trong đó luôn bà cô chú và các bạn. Đó, con bò, con bò. Chắc bò của nhà người ta chuẩn bị đòi chồng ông bà cô chú. Còn tiếng sụt sẹt bên đây là ai vậy trời? Rõ ràng là bên đây là nếu mà mình đi qua là mình sẽ thấy ông bà cô chú, nhưng mà bây giờ thì không thấy gì hết. Ai đứng như vậy? Cái này là họ đang chào mình hay là sao vậy ta? Ở trên cam á thì nhìn thấy rất là rõ ông bà cô chú, còn ở bên ngoài á mình không thấy. Mình nhìn vào cam vậy nè là mình mới thấy. Ồ, đừng có ngại. Hello, tôi là người đi giúp vong mà. Hôm nay đến đây muốn sống trải nghiệm qua đêm cũng như là tìm tất cả các vong để họ thăm, và có muốn giúp đỡ gì thì tôi sẽ giúp cho. Tiếng động đâu vậy ta? Nó sụp sẹt bên đây nữa các bạn. Chắc có thể là bên kia có một cái chiếc ghe họ chở mình hồi nãy đó các bạn. Họ đặt cá, đặt móng. Họ chở mình vào đây rồi bắt đầu họ thăm, chuẩn bị về sớm ông bà cô chú và các bạn.
Còn bông nãy đâu ta? Để mình đi qua bên đây mà cô chú. Đó. Ghe của ta đang chiếc đò mà hồi nãy họ chở mình đi thăm lò đó các bạn. Họ thăm cái kiết là giờ này họ sẽ về thôi. Họ không có dám ở đây qua đêm. Còn một cái vật gì đó họ chọn mình bên đây các bạn. Không lẽ bên đây có thêm một vong nữa ta? Ghe họ chạy đó có ông bà cô chú thấy không? Tiếng động quá trời luôn bà cô chú. Mà cậu chú nghe không? Mình nghe ở trong cái lùm này nè, lùm này ông bà cô chú. Đó, ông bà cô chú nghe không? Họ khóc mà họ nói gì á. À, mình nghe họ nói ở tù không chấp hành tốt, vượt ngục sớm, lội dưới sông đó ông bà cô chú, rồi bị đuối nước, bây giờ chết thành ma, cho đến ngày hôm nay chưa đi siêu thoát được. Thì những cái lời đó là họ nói mà mình nghe rất là rõ, là mình mới dịch lại cho ông bà cô chú nghe ha, chứ mình không có thêm, không có bớt các bạn. Mà mình không biết là hiện giờ họ ở trong cái cục lùm nào. Nó có hai cục này nè, một cục là bên đây, dạng cục là bên trái luôn ha, trái và phải. Ở đây nó có một cái lối mòn rất là kỳ lạ luôn bà cô chú, giống như cái hang động mà chui vào núi vậy ha, giống như hang động Thủy Liêm mà ngày xưa mình coi thời thiên đó bà cô chú và các bạn. Thì hôm nay tôi đến địa bàn đây, nếu mà vong có cái điều gì đó quan ức á, thì nói đi, chia sẻ đi, rồi tôi có thể giúp được gì cho vong thì tôi giúp ha.
Thì tôi phát hiện á là trong cục lùm này nè có tiếng vong linh nói chuyện và khóc rên la nãy giờ á. Mình có đói khổ hay là đói khát gì thì mình cứ nói ha, tôi sẽ giúp cho vong linh. Mình nghe không lầm, họ nói tôi muốn ăn thịt chó rồi muốn gì nữa. Muốn ăn thịt chó rồi muốn uống bia luôn. Như vậy là giống mấy cái tay mà đi vô quán ăn thịt chó định kỳ đó các bạn, thịt chó nướng uống bia rồi đó. Thì những cái thứ đó tôi nghe là tôi đã ói rồi, thành ra tôi không có mua để mời vong linh ăn được. Con người của mình á, nếu mà ăn thịt chó nhiều và uống bia nhiều á, làm thời gian à, mấy cái gút, mấy cái khớp đầu ngón tay ngón chân nữa không bà cô chú, lên gút ghê lắm. Với ăn ba cái nội tạng heo rồi đó, ngày xưa mình không biết mình ăn dữ lắm, bây giờ mình sợ rồi không dám ăn gà vịt nội tạng, giờ nghỉ ăn luôn. Còn vong á là muốn ăn chay hay là ăn mặn hay là ăn những cái thứ gì đó nó khác khác thì tôi sẽ cúng cho, chứ bây giờ đòi ăn thịt chó rồi uống bia vậy đâu có giúp được. Mà hiện giờ vong linh đang ở đâu? Họ nói không giúp được thì mau đi đi các bạn. Hồng bánh chứ. Ôi má ơi, nãy giờ họ với cái lồng này ai khóc vậy trời, họ đâu ta? Mới rò mất tiêu các bạn. Gì ghê vậy? Con gì kêu nghe ớn lắm các bạn, giống như con cú mèo vậy đó, cú mèo hay là chim heo gì á. À trời, tới nữa rồi các bạn ơi, nói chung là hôm nay tới công chuyện nữa rồi. Cái vong hồi nãy đứng dựa chỗ cái lều, bây giờ nó vô trong cái lều, nó kéo dây xích lên hết trần luôn rồi nằm nó khóc.
À, trong cái lều, trong cái lán trại của tôi á, hiện giờ là có bông nam ở hay là bông nữ vậy à? Thôi bây giờ nói nghe nè, ra ngoài đi, nếu mà mình muốn nhà đẹp hay là mình muốn có xe sang hay là mình muốn những cái thứ gì đó nó cao sang thì ra ngoài tôi sẽ giúp cho. Nói trước nha, đi ra nha, không ai tôi đốt cái lều bỏ là chết trong cái lều thêm một lần nữa đó. Cái lều này ma quỷ công nhận, nó thích thấy cái lều là nó chui vô liền các bạn, không biết cái bông kia hay là bông này nữa, bông kia với bông này là một hay là sao mình cũng không biết luôn các bạn. Hình như dưới sông này có vong lộ luôn rồi sao đó các bạn, nghe lẩm tẩm luôn á. Thôi ra đi, trả lều cho anh ta để anh ta nghỉ ngơi, mưa tới rồi, muốn lều muốn cái gì thì ra ngoài tôi giúp cho, đi về chùa rồi thời gian á chuyển kiếp trở thành con của nhà khá giả, muốn mua cái gì mà không có, có đâu mà gặp người ta đi sống sinh tồn vô đây chiếm cái lều của người ta. Bông này nó khóc như chó vậy các bạn, chó tru rồi. Để mình đặt cái máy vô trong đó, qua đó mình tính sổ với con quỷ này mới được, không biết quỷ nam hay là quỷ nữ hay là như thế nào. Đi ra liền, trả lán chạy cho người ta, có đâu thấy lán chạy người ta là chui vô gì trời. Mình nghe sụt sẹt bên đó rất là nhiều luôn các bạn. Và ông trời ông đang mưa hướng phía bên đó luôn bà cô chú. Mưa gì luôn á. Thành ra nãy giờ mình mới làm cái lều nè, mới vừa lại là mình nghe mưa. Còn nó trống hay không mà nghe tiếng khóc rồi bà cô chú. Bên ngoài có gì xích mà ta,
À đúng rồi. Ôi quá mừng luôn bà cô chú, cái bóp mình còn. Đang ám mình ngoài các bạn. Nên mở cửa ra thử coi. Nó quánh mạnh thiệt chứ. Thì thường thường những vong mà phá phách như thế này á là chắc chắn không lớn tuổi ha. Mình có thể lộ diện ra bên ngoài đi, rồi mình muốn giúp đỡ cái gì thì tôi sẽ giúp cho. Muốn có nhà lầu, muốn có xe hơi gì đó, tôi sẽ đưa về một cái nơi có nhà lầu, có xe hơi ha. Rõ ràng là nó ở ngoài này mà cuối cùng qua đây mất tiêu mà cô chú. Lẽ thì chứ. Ồ đang núp, đang núp. Đang phía bên kia các bạn. Mình thấy nó ngay chốc ngay chỗ đó đó. Tưởng đâu nó đội cái lều lên các bạn. Mới thấy khum khum bên đây nè. Vậy thôi bây giờ không biết nó ở đâu, mình đi qua bên kia mình xem. Cái vong hồi nãy mình qua bên đó họ khóc á, với cái vong bên đây á, xem thử màu dạng của họ là một hay là hai các bạn. Mình cảm thấy hình như là nãy giờ mình đến đây chỉ có một vong bên đó và họ ẩn qua bên đây họ ám mình, ông bà cô chú và các bạn. Vậy con gì ta? Vong này đang đột kích mình. À có phải là vong hồn mấy bữa trước tôi đến đây đã từng gặp hay không à? Mình nhớ vong kia là nó mặc đồ khác và nó hung dữ lắm các bạn. Còn vong này thì mình cảm thấy hình như là khác. Làm vậy đuổi mình về ta. Thì hôm nay tôi đến đây để tìm tất cả các vong nè. Bây giờ tôi hỏi thật, có phải là vong mấy bữa trước tôi đến đây đã từng gặp hay không ạ? Không phải các bạn ơi, vong kia bị ông thầy bắt rồi.
ghê quá, nghe mùi thúi quá trời thúi. Hình như là quá nói nghe nè. À, mình có thể xuống dưới cây đi, xuống dưới gốc cây đây rồi giao tiếp chút xíu, tôi sẽ giúp cho bông Linh đi về chùa để tu tập, để sớm được chuyển kiếp thành con nhà giàu. Chứ mình ở đây á lâu ngày không có tốt, tại vì ở đây có vong vị chân tu á, ông đó ổng thường xuyên đi tìm vong để bắt vong á, hiểu không? Đó. Mình ở đây là không biết ngày nào ổng sẽ đến ổng bắt vong đi hết để đem về làm binh cho ổng á, có hiểu không? Trời trời, ngồi vuốt tóc nữa các bạn. Không lẽ vong bên kia họ chỉ mình cái bắt đầu mình chạy, cái bắt đầu họ biến về cái cây này ta. Đặt cái máy con bệnh hỏi họ coi nhà cửa quê quán và vong hồn của họ đâu các bạn, hay là họ đã mất từ xưa rồi, nhiều khi xương cốt của họ còn đây không chừng. Có phải mình đã mất từ xưa hay không vậy, rồi xương cốt của mình vẫn còn đây? Vòng này họ nói chuyện giống như người Quế không bà cô chú? Hương Linh đó, mình có thể xuống đi, rồi tôi giúp cho Hương Linh cũng như là những cái thứ ăn uống trước, rồi muốn đi về chùa tôi giúp luôn, về chùa ở đồng thời gian được chuyển kiếp thành con người tốt. Tôi nghe nói là Hương Linh đã mất ngày xưa ha. Mất ngày xưa là mất năm mấy? À, như vậy là vong này họ chia sẻ là họ mất năm 79 ông bà cô chú. 79 hả? À, Hương Linh lúc đó được nhiêu tuổi ha? 18, 79. Nếu mà 79 cộng 46, 79 với 18, 79 thì từ năm 79 cho đến ngày hôm nay là 46 năm các bạn. Trước kia họ 18 nữa, thì 46 với 18 6 mấy rồi, 64 tuổi. Mình mất lâu quá, tại sao mình chưa được đi siêu thoát, hay là mình đi về chùa tu, hay là mình được chuyển kiếp vậy ạ? Tôi đợi chồng tôi. Đợi chồng hả? Cũng như là Hương Linh là nữ ha. Quê gốc ở đâu? Quê của Hương Linh là ở đâu á? Bên Quế à? Bên Quế hả? Không lẽ cái vùng này người Quế ta? Mà mình nghe cái tiếng ông thầy kia nói chuyện thì hơi lạ hơn cái vùng này các bạn. Ông thầy mà mặc đồ vàng á. Mình đến đây ngự lâu chưa? Lâu rồi lâu rồi ha.
Còn nãy giờ Hương Linh có thấy cái vong ở bên kia không? Ờ à, sợ ha. Vong kia làm gì mà sợ? Trời trời, hiếp dâm hả? Vong kia là ở bên nhà tù quan hay là vong đã mất từ xưa đến nay ở trong cái khu rừng kế nhà tù ở đây? Dễ hả? Ờ à. Thì ok, à, vong nãy giờ giao tiếp với tôi á là cũng khá là nhiều. Thì à, tôi biết à, thông tin lý lịch của vong Linh. À, vong Linh có nói là à, vong Linh mất năm 79. Thì à, lúc đó vong Linh 18 tuổi. À, nhưng mà lúc đó là vong Linh có chồng rồi ha. Rồi mình đợi chồng mình làm gì? Chồng mình còn sống không hay là sao? Tại sao mình không đi về chùa mình tu đi cho mình đợi chồng mình chứ? Chồng mình thì còn sống chắc chắn thì họ cũng lấy vợ khác rồi. Gì? Họ nói chuyện khó nghe quá các bạn. Tiếng quế hả ta? Gì vậy? Ở đây tôi hỏi thật Vong Linh ha, tôi thấy Vong Linh cũng hiền và muốn hỏi thăm ở đây có nhiều vong hay không ạ? Nhiều ạ. Vậy hả? Hèn chi nãy giờ tôi lại đây nghe những âm thanh lạ bên kia nha, đùng đùng mà luôn các bạn. À, mình đừng có đợi chồng mình nữa. Chồng mình đã có vợ có con rồi. À, họ ở với mình là cái vụ 1-2 năm gì đó mình vắng số rồi mình mất rồi đó. Ngày xưa là bị gì? Bệnh mất hay là bị gì mất? À, ngày xưa bị bệnh mất. Thì ok. À, tôi mời Vong Linh cũng như là mình hưởng ít bánh đi. Rồi tôi giúp cho cô đi về chùa tu tập đi ha. Chứ cô đừng ở đây cô ơi, nguy hiểm lắm. À, chắc chắn ngày xưa giờ cô chưa có từng thấy cái lều của tôi chứ gì? Phải không? Bởi vậy nãy giờ cô vô cái lều cô thăm quan phải không? Không phải hả? Thôi bây giờ không biết ai. Thì tôi sẽ mời Vong Linh cũng như là mình xuống hưởng nhang đèn và hưởng bánh đi. Rồi về chùa tu ha. Giờ trước tiên mời họ hưởng đi các bạn. Tại sao những cái chỗ khác mình không ngự mà mình đến cái cây này mình ngự Vong Linh? Tiếng gì quá trời vậy ta? Cái bóp đàn cày trong đây cả nhà ơi.
Rồi có khi nào Vong Linh đi về quê thăm chồng mình chưa? Trời ơi. Ờ, chắc có lẽ thể là họ thay đổi vị trí đó ha. Cho nên vong hồn của mình không có tìm được họ ha. Có đi tìm họ không? Trong cái lùm đó quá trời tiếng động các bạn. No. No, no. Trời trời. Người á, cõi dương á và người cõi âm á không ở với nhau được, hiểu không? Thành ra không có làm chồng làm vợ gì hết, không có được. Có hiểu không? Thôi đâu được. Thế này người cõi dương mà được người cõi âm kêu làm chồng quý anh chị và cô chú. Thế anh có thể ngủ với em được không? No, đâu được. Có rồi, vợ con dài. Ôi, già dữ lắm rồi, đẹp gì? Có đẹp là đẹp già chứ không đẹp trai đâu, tôi lớn tuổi lắm rồi. Ồ, cái đó là cái bí mật, không có tiết lộ cho ai biết ha. Cả luôn người cõi dương cũng tôi cũng giấu luôn, đó là bí mật của người ta, đâu có nói cho ai biết được. No, tí nữa Vong Linh có thể di chuyển xuống hưởng nhang đèn và hưởng bánh rồi tôi sẽ giúp cho Vong Linh cũng như là đi về chùa tu tập. Rồi thời gian một thời gian là Vong Linh sẽ được chuyển kiếp thành người, là lúc đó là Vong Linh sẽ sung sướng, tôi sẽ giúp cho Vong Linh đào thai vô những cái chỗ mà con nhà giàu, thì theo phước báo của Vong Linh lúc còn sống tạo thì chắc chắn Vong Linh 18 tuổi mất thì những cái năm đó Vong Linh đâu có làm tội tình gì đâu ha. Tại Vong Linh đó là thương nhớ người yêu của mình đó, nhưng mà người yêu của mình hiện giờ thì họ đã có con, có vợ, có cháu chích, cháu nội, cháu cố đầy đủ. Mình chờ họ làm gì ha. Nói gì mình không nghe các bạn. Vong Linh có thể xuống hưởng nhang đèn đi ha. Cái gì đã, người cõi dương và cõi âm sao mà ở được mà thích. Tầm bảy tầm ba.
đâu trời. Ôi má ơi, có con cú mèo nó hú nghe ghê quá các bạn. Thì chắc chắn ngay cái chỗ này là ngày xưa chắc có liên quan đến những cái dấu tích gì đó các bạn. Và ở đây có nhà tù gần đây á, rồi quan sơ ở đây nó còn quan vắng quá, thành ra những vong hồn đó, có con dơi nó bay vòng luôn các bạn. Thì những người lớn tuổi họ nói á, mình đi vào những cái nơi mà mang tâm linh á, là sẽ xuất hiện, thứ nhất là cú mèo nó kêu, thứ hai là có chú dơi lạng qua lạng lời, là những cái chỗ rất là rùng rợn và ma mị ông bà cô chú. Còn cái vong hồi nãy là họ nói chuyện mình nghe cũng không có rõ các bạn, hay là con quỷ, cái ông quỷ mà kỳ rồi ổng quá ra sư thầy Thích Minh Tuệ, hôm nay ổng đến đây ổng lừa mình ta. Mình nghe họ nói chuyện cũng hơi giống giống cái ông đó các bạn. Ông tiêu trời. Nãy giờ là mình hên các bạn. Trời ổng không có mưa. Tưởng đâu ổng mưa lớn đó chứ. Thì tôi cảm thấy ở bên đây á có rất là nhiều vong nè. Nếu mà có thì hãy xuất hiện đi, xuất hiện để hưởng đồ cúng nè. Ha. Và ông vong hồi nãy á, họ nói là họ đàn bà mà không tin các bạn. Ổng chắc có thể là cái ông vong mà ổng đến đây á, ổng nói là ổng làm thầy, ổng đi bắt vong và họ dành bắt cho mình tại vị trí này các bạn. Ông á, vong mà ngày hôm qua ông nói là ông làm thầy gì đó, hôm nay em giả dạng ra cô gái phải không? Nãy giờ nghe ông nói chuyện tôi cũng thèm nói. Họ ngồi đây nè các bạn. Vong làm gì chặn đường ta, mình không biết cái vong nào các bạn. Vong hồi nãy thì họ nói chuyện nghe rất là mềm dẻo, còn cái vong này là không biết như thế nào, từ đâu đến. Mình có thể xuất hiện đi. Hay là họ đến đây chuẩn bị hưởng nhân đèn ta.
À, muốn hưởng nhân đèn thì đến đi. Tôi đâu có làm phiền đến ông Vinh đâu. Họ tính đến hưởng nhân đèn hay sao đó ông bà cô chú? Chắc chắn là ông thầy hồi nãy ông quá gà vong, ông làm lung tung bang với đâu. Ông đừng có dối trá quá nha, nha ông thầy. Chắc chắn là ông rồi. Kỳ lạ trời, mình cúng vậy họ không lại hưởng các bạn. Họ đứng đằng kia nhưng mà cuối cùng thì giờ là mình thấy hình như là họ ẩn mất rồi. À, hôm nay tôi đến đây tôi phát hiện ông thầy giống mặc áo giống như ông thầy Sư Thích Minh Tệ á, giống như người cõi dương á. Nghe cái tiếng nói của ông là chính xác rồi. Ngủ các bạn ơi. À, nếu họ có đến hưởng đồ cúng thì mình sẽ ra mình giúp cho họ các bạn. Và mình sẽ hỏi họ. Mình nằm ở đây mình xem cam các bạn, ngồi chứ không có nằm. Mình đặt hai cam luôn bà cô chú. Hồi nãy mình xem trên cam đó các bạn, mình thấy họ xuất hiện nhưng mà cuối cùng họ ẩn về hướng phía bên đó các bạn. Sao không chịu cho mình giúp ta? Lạ vậy chứ. Còn hồi nãy là mình thấy chú dơi dơi sen các bạn đang ăn cái trái này. Trái này không phải là trái trầm ha, giống như cây gừa vậy các bạn, nhưng mà nó có trái luôn. Thấy họ đứng đứng đây nè, mà họ không có hưởng đồ cúng các bạn. Chắc có lẽ mình thu dọn chiến trường và mình điện cái người mà chở mình đến đây đưa mình đi về nhà nghỉ nghỉ các bạn. Họ không có hưởng đồ cúng rồi mình đâu có giúp được cho họ. Còn cái liều này thì mình dọn đi về các bạn chứ mình không có ở đây ha. Liều này là chủ yếu là đục mưa thôi. Rồi, cảm ơn bà cô chú và các bạn đã xem video. Chúc ông bà cô chú và các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bye bye cả nhà.